Lò rèn dao bên em Thảo hôm nay mới làm xong một lô dao hàng đặt và cũng chia sẻ tới các bác nhà mình đang yêu dao thì hôm nay sẽ có một bộ dao rất chi là mới. Một bác ở trong miền Nam đặt em nhé. Tiện em quay luôn để bác nào mà đang muốn tham khảo cái dòng dao này thì em sẽ làm hàng đặt, làm theo yêu cầu của các bác. Thường thì em sẽ làm là 30 cm thôi nhưng hôm nay bác đặt là 35 cm. Đây là con Pam Giang 35 cm, đo luôn cho các bác nhà mình xem. Và với con này thì bác đặt là sống 5 ly thôi các bác nhá. Nếu như các bác không thích dày thì các bác đặt sống 5 ly. Đây này, 35 cm chuẩn luôn. Và với con này thì các bác dùng để chặt dừa này, chặt xương, chặt thoải mái cho em. Đấy, nhưng mà với cái độ dày là 5 ly thì nó sẽ không dày, không đầm tay bằng 7 ly các bác nhé. Trên tên thì khắc hết tên của em Thảo Phúc Sen. Và với dòng dao này thì đơn vị em sẽ gửi đến tận nhà các bác anh em mà đang có nhu cầu tham khảo. Đấy, và cũng báo giá luôn ở đầu tiên là con dao cao cấp chất lượng này thì đơn vị em đang gửi tới các bác sẽ là 300 ngàn. Tay mun này, chốt 3 chấm này. Các bác từ nhìn từ những cái vân tay của bên em làm thì nó sẽ sắc nét và sẽ đẹp như thế này. Để các bác nhà mình sưu tầm một bộ dao đẹp nhá. Đấy. Và thông thường ấy thì em vẫn làm cái mẫu truyền thống của nhà em thì đây em vẫn làm cái mẫu này. Cái mẫu này thì sống của nó là dày 7 ly, cầm rất chi là đầm tay. Và thường là chiều dài của nó thì sẽ là 30 cm. Sẽ là 30 cm nha các bác. Đây, 30 cm thôi. Đấy, và với con này thì em sẽ bao cho các bác thì mình test xương trâu, xương bò, xương heo thoải mái cho em. Đấy, còn đơn vị em thì cũng đã quá nhiều video, video nào em cũng chặt thử sắt 6, sắt 8 hoặc là chặt xương trâu cho các bác nhà mình xem rồi. Thì em cũng báo giá luôn, ví dụ một con em bán như này cũng là hàng đặt nhá. Là em đang đưa tới các bác cũng là 300 ngàn, nhưng mà con này nó sẽ ngắn hơn nha các bác nhá. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ lại dày hơn, sống của nó là 7 ly. Đấy thì tùy thuộc theo nhu cầu thôi, rất nhiều bác thì thích con lưỡi mỏng chặt cho nó bén, chặt cho nó bay dao thì các bác sử dụng con này. 35 cm nhá. Con này nếu như các bác mà sưu tầm hay đi rừng thì quá là tuyệt vời luôn. Thì cái bộ này em nói luôn đây toàn bộ là hàng đặt thì vào sáng ngày mai em sẽ đóng gói để trả các bác. Đấy, và với bộ dao mèo tuyệt vời nhất của đơn vị em thì hôm nay em cũng sẽ làm được mấy bộ đây. Đây là bộ dao mèo hôm nay thì em sẽ có 4 con đấy cho các bác nhá. Mèo mun, mèo muồng và đặc biệt thì hôm nay em sẽ có những bộ dao bếp mẫu mới nhất ở phía bên kia. Thì các bác cứ xem em chia sẻ từng bộ một để các bác nhà mình nắm bắt được. Đối với các bác mà đã đến với đơn vị em Thảo Dao Phúc Sen thì các bác đã tìm được một địa chỉ uy tín và chất lượng. Và dòng dao này thì em sẽ làm theo nhu cầu các bác yêu cầu. Đấy, ví dụ như là cái có một đợt mà bác nào mà đặt cái phôi nó ngắn em cắt được phôi ngắn em làm cho các bác nhé. Nhưng mà đợt này đa số là toàn phôi tầm độ 30 cm trở lên. Đây, đây các bác này. Thì với những con dao Pam Giang này, đây gọi là con Pam Giang. Với chất liệu thép nhíp dây và tay của nó thì sẽ là tay mun đen đẹp. Nếu như các bác mà mua cả vỏ thì làm cả vỏ thì sẽ có cả vỏ nhé. Còn các bác mua dao không này về để băm chặt thì cũng có đây. Con này bao gồm cả vỏ này. Thì với một cái con này cả vỏ của nó thì em đang đưa từ các bác là 400 ngàn trên một con. Đấy, còn nếu như không vỏ này thì sẽ là 300 cho các bác nhé. Các bác đặt hàng của đơn vị em về cứ test thử thoải mái cho em, sau đó mới phải trả tiền. Chuẩn bị xương trâu, xương bò thật cứng nhá. Kể cả xương lợn già, các bác cứ chặt cho em. Đấy, mẻ đâu em chịu trách nhiệm cho các bác. Và tất cả những cái dòng dao này thì bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Chia sẻ từ các bác bộ dao mèo này. Bộ dao mèo này thì em đưa tới các bác là một bộ dao sưu tầm nhiều nhất. Các bác có thể đi rừng, các bác có thể treo cho nó đẹp. Rất nhiều bác mua dao chỉ để treo cho đẹp nhưng không chất lượng thì đó rất chi là tiếc nhé. Các bác đã đặt dao nhà em thì vừa chất lượng, vừa sưu tầm đẹp. Và các bác sẽ chọn được những cái bộ vỏ mun cao cấp và chất lượng như này. Đây ví dụ như con dao mèo mun 30 cm. Các bác nhìn nó ấn tượng ngay từ ở những cái phần tay vân gỗ nó như thế này. Nó đã có một cái hoa văn họa tiết rất chi là đẹp. Và cổ thì em sẽ làm ở cổ quấn đồng thổ cẩm này. Và sẽ được bọc đồng trang trí như này. Có cả dây đeo luôn cho các bác nhà mình đi theo. Đây là con dao mèo 30 cm. Đấy các bác nhìn cái tay vân của nó đẹp không? Đấy, và quay cho các bác một con em đã bỏ sẵn ra đây rồi nhá. Đấy, các bác nhìn đây là cái cổ quấn đồng thổ cẩm. Nó đã rất chi là đáng giá với cái phần đồng thau này. Chốt 3 chấm chắc chắn này. Vân này, vân gỗ. Và trên thân dao thì có in em Thảo Phúc Sen. Với cái sống của nó là dày 7 ly. Ở chiều dài của con này là 30 cm và bụng của nó thì sẽ là 6 phân. Đấy, và một con thì sẽ bao gồm cả vỏ mun nhá. Vỏ này thì các bác có thể chọn vỏ tùy theo ý thích của các bác.
Các bác chọn vỏ nhọn hay vỏ vuông thì em đều có. Đây là cái vỏ nhọn này. Đấy thì con này em đang đưa tới các bác với cái giá thì sẽ là 400 ngàn trên một con, bao gồm cả vỏ. Nhận hàng, kiểm tra hàng, test thử thoải mái cho em, sau đó phải trả tiền và em sẽ bảo hành cho các bác khi sử dụng các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây là cái phần tay của nó đây. Ở trên sẽ có em Thảo Phúc Sen in rõ như này. Đấy, và tiếp tục là tới cả bộ của nó đây. Cả bộ thì hôm nay em sẽ có con 35 cm như các bác nhìn đây. Một con 35 cm sống dày 7 ly. Đấy, và với cái phần lưỡi dao của con 35 cm thì nó sẽ làm, bên em sẽ làm hơi khuôm. Và lưỡi toàn bộ là lưỡi hách dáng đẹp nhất để các bác nhà mình sưu tầm. Đấy, các bác nhìn con 35, nhìn cái vân gỗ của nó đây. Thì con 35 này em đang đưa tới các bác cả vỏ thì sẽ là 420.000 trên một con. Còn con 30 cm, đây là con 30 cm như các bác nhìn nhá. Đấy, các bác nhìn cái vân gỗ của nó có đáng giá trị từ những cái vân gỗ này không? Đây này các bác này. Thì từ trước thì đơn vị em là chuyên làm truyền thống để các bác nhà mình đặt một con một, hai con một đấy. Nhưng mà gần đây thì em sẽ đưa lên trên trang và để các bác nhà mình sưu tầm được với cái bản sắc của dân tộc và cũng như là những cái dòng dao chất lượng. Thì con 30 cm này em đang đưa tới các bác giá sẽ là 400 nhé, bao gồm cả vỏ luôn rồi đấy ạ. Các bác mua đều được bao gồm cả vỏ như này này, đây là vỏ vuông này. Đấy, còn cái vỏ nhọn như vừa nãy các bác thích chọn vỏ nào cũng được. Đấy, và đây là con 25 cm nhé. Và bác nào mà mua cả bộ gồm 3 con hoặc là cả 4 con thì sẽ được giảm giá rất nhiều. Đây là con 25 cm này. Đấy, khi em nói là 25 cm thì cũng đặt thước luôn để cho các bác thì mình nắm bắt ở 25 cm nhé. Đây là con 25 cm, các bác nhìn này. Đấy, 25 cm. Còn đây là con 30 cm này. 30 cm, còn đây là 35 cm. 35 cm. Đấy, chuẩn như vậy nhá. Thì với con 25 cm bao gồm cả vỏ chất liệu tay gỗ mun đẹp, quấn đồng thổ cẩm như này em đang đưa tới các bác là 350.000 cho một con này. Sống dày 7 ly, lưỡi hách tuyệt đẹp luôn nhá. Con này các bác chặt xương thoải mái cho em. Còn cuối cùng là con 20 cm. Thì 20 cm này nó thuộc vào dòng là để lóc thịt nhá. Nó ngắn bằng một gang tay này. Các bác tưởng tượng như đúng một gang tay của mình bao nhiêu thì nó sẽ là như vậy. Một gang tay nhá. Rất nhiều bác bảo tôi tưởng nó dài. Các bác đặt 20 thì không thể tưởng nó thành 30 được, nó sẽ không thể dài hơn được. Đây, con 20 cm. Đấy, đo chuẩn như thế cho các bác. Và với con này thì bao gồm cả vỏ thì nó sẽ là 300.000, bao gồm cả vỏ miễn phí ship tới tận nhà. Thì đây, như em để chọn một bộ đây. 30, 35, 25 và 30. Đấy, và một bộ này nếu như tính tổng thể vào thì nó sẽ là 1.470.000. Đấy, và bác nào hôm nay mua một bộ thì em sẽ đưa tới các bác sẽ là 1.400.000, gồm có 4 con. Còn nếu như các bác mua 3 con nhá, ví dụ như 3 con các bác bỏ con 35 đi, các bác lấy từ 30, 25 và 20. Đấy, một bộ 3 con như thế này. Một bộ 3 con này bỏ con 35 đi thì em cũng sẽ bớt cho các bác 50.000, nó là 1.050.000 thì em lấy các bác 1 triệu gồm 3 con, đủ một bộ sưu tập như đẹp như này. Còn các bác muốn lấy 4 con thì lấy cả bộ cả con 35 cm nhé. Đấy, cả bộ 4 con thì sẽ là 1.400.000. Nếu như các bác sưu tầm thì em thấy 100% là các bác toàn lấy cả bộ thôi để sưu tầm cho nó trọn vẹn. Còn đối với các bác đi rừng thì thích nhỏ gọn thì các bác dùng 20, thích dài hơn thì dùng 25, 30 và 35. Các bác có thể mua lẻ nhé. Đấy, và tiếp tới là tới bộ dao muồng. Bộ dao muồng này thì giá cả cũng như vậy và chất lượng của nó thì cũng đều là chất liệu thép nhíp dây 100%. Nhưng mà gỗ của nó thì sẽ là gỗ muồng. Gỗ muồng thì sẽ được sơn và sẽ quấn đồng như trên các bác nhìn đây. Tất cả những con này thì em làm đều là sống dày 7 ly để cho các bác nhà mình đây con 25 này. Và giá tiền của nó thì cũng như bộ mun nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể tham khảo kỹ ở bộ mun và bộ muồng để sưu tập. Đấy, và tiếp tới là bộ dao bếp thì nó là một cái bộ dao mà chắc chắn trong bếp nhà bác nào cũng cần. Và đơn vị em Thảo thì cũng sẽ miễn phí ship và ở những cái bộ dao này thì em sẽ đưa tới các bác. Các bác có thể chặt xương chân giò và lóc thịt, chặt xương thoải mái cho em nhé. Tất cả những dòng dao bếp này các bác đã đặt bên đơn vị em Thảo này về các bác ngâm xương trước đi. Để xương chân giò sẵn các bác chặt thoải mái cho em, test thử đi sau đó mới các bác phải trả tiền. Quấn đồng này, tay mun, cực đẹp luôn. Đấy, và với con này là con thái thịt nhá, thái thịt tái rong. Các bác nhìn phần tay này. Với riêng cái dòng tay mun thì các bác sử dụng càng lâu càng đen bóng, rất chi là đẹp. Đấy, càng lâu thì càng bóng đẹp nhá, con này. Và một con này nữa là con lóc thịt nợ, thịt gà già, các bác có thể lóc này. Con này em đưa tới các bác cả bộ này mí là 350.000. Chất liệu thép nhíp 100%, cứ nhận hàng bỏ ra kiểm tra test thử sau đó mới trả tiền cho em nhé. Đấy, và hôm nay thì với một cái bộ dao mới nhất là chất liệu thép trắng. Con này là thép trắng không gỉ nha các bác nhá. Bao chất lượng tới tay các bác luôn.
Con này tất cả thì đều là thép nhíp các bác ạ, chứ em không làm bằng cái loại thép khác đâu. Con này đây, ốp gỗ liền khối này. Thì một bộ của nó gồm có 3 con. Đấy. Và bộ này thì em đưa tới các bác với cái giá yêu thương nhất là 400 các bác nhé. Thì em chia sẻ luôn, cái bộ này nó sẽ sạch, sạch sẽ, rất chi là sạch sẽ. Các bác cứ sử dụng những cái bộ dao Nhật rất chi là đắt tiền, nhưng chưa chắc đã bằng những cái dòng dao thép này nhá. Đấy, và em sẽ đưa tới các bác là 400 ngàn, sẽ được 3 con như này. Và em miễn phí ship tới tận nhà với cái giá cực kỳ là ưu đãi. Đấy, nhưng mà chất lượng để mà nói về độ sắc ấy, thì chưa chắc nó đã sắc vào bộ đen này. Đấy là cái thép trắng thì là quy tắc của nó là như vậy rồi. Nhưng mà nó sẽ rất chi là sạch sẽ. Đối với dòng con này là bộ cao cấp nhất mà em vẫn đưa tới các bác là tay hương đây. Tay hương cuốn 2 chốt đồng, và cái dòng này thì nó gọi là siêu bén. Các bác cứ chặt xương ống cho em thoải mái luôn nhá. Đây, với cái con to này, chặt cho em thoải mái luôn. Còn con này để các bác thì mình thái thịt, thái rau này, băm gà luộc, vịt luộc này. Đấy, còn con này các bác sử dụng để lóc thịt nhá. Nhẹ lắm, cầm cực kỳ là thích. Đấy, bao giờ những cái dòng thép đen này thì nó cũng có cái độ bén cao. Thì bộ này là bộ chất lượng nhất em đang đưa tới các bác là 500 nghìn trên một bộ đây. Đấy, và tất cả những cái bộ dao này thì em sẽ làm hàng đặt và gửi đến tận nhà các bác. Bác nào mà đang có nhu cầu mua dao và đang muốn tham khảo một cái bộ dao thật tốt, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Đấy, và nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để xưởng em sẽ đưa tới các bác những cái bộ dao tốt nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.